Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ tại Dương Minh Auto, có địa chỉ 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Và hôm nay em sẽ quay trực tiếp một mẫu xe Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt, sản xuất năm 2021. Xe đăng ký tên tư nhân gia đình sử dụng cực kỳ mới quý anh chị nhé. Ngoại thất của chiếc xe này màu đen. Xe được trang bị đèn full LED. Mặt ca lăng hình lục giác với những viền mạ chrome rất đẹp quý anh chị nhé. Bên Hà Phương thì luôn cam kết đến quý khách hàng là xe không đâm va, không ngập nước, máy số zin, bảo hành trách nhiệm lên đến 6 tháng cho quý anh chị yên tâm. Lốp theo xe cả dàn quý anh chị nhé. La răng 18 inch, lốp nguyên bản rất mới quý anh chị nhé, còn nguyên dâu ạ. La răng rất mới, chủ xe đi rất giữ gìn và chăm xe cẩn thận quý anh chị ạ. Odo có 1.2 km thôi, chiếc xe quá mới, rất mới quý anh chị nhé. Đây là cánh cửa bên phụ, táp ly cánh cửa rất mới quý anh chị ạ. Keo chỉ cánh cửa nguyên zin, không mất một phân keo chỉ. Ghế phụ đây, các thành ghế, thành ghế này, múi ghế đều rất căng quý anh chị nhé. Đường kim mũi chỉ rất đẹp. Ghế phụ được trang bị ghế chỉnh điện quý anh chị ạ. Chủ xe cũng đã lên thêm thảm trải sàn rất là xịn sò nhé quý anh chị. Đây là cánh cửa phía sau, táp ly cũng rất mới quý anh chị nhé. Bên cam kết xe không đâm va, không ngập nước quý anh chị nhé, nên là quý anh chị mua chiếc xe này rất là yên tâm. Một chiếc xe chủ nhân rất giữ gìn, chăm xe rất cẩn thận. Đây, lốp rất mới nhé quý anh chị nhé, lốp nguyên bản theo xe. La răng này, la răng rất mới. Chiếc xe này chạy có 1.2 km thôi, không có gì phải bàn cả quý anh chị ạ. Ở đây là phần đuôi sau của chiếc xe Hyundai Tucson này, phiên bản 2.0 đặc biệt. Đuôi sau được trang bị cốp điện quý anh chị nhé. Keo chỉ nguyên zin, ốc nguyên zin từ nhà máy quý anh chị nhé. Lốp sơ cua còn nguyên dấu sơn từ nhà máy, chưa hạ quý anh chị ạ, rất mới. Phụ kiện theo xe đầy đủ, cốp rất rộng. Quý anh chị mà có nhu cầu đi du lịch về quê hay đi chơi thì để được rất nhiều đồ quý anh chị nhé. Đây, cốp điện cực kỳ tiện lợi quý anh chị ạ. Chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 2.0, sản xuất năm 2021, odo 1.2 km, rất mới quý anh chị nhé. Đây, em quay gần hơn cho quý anh chị xem một phần lốp của chiếc xe này. Đét đây, 2021 luôn. 4 quả lốp theo xe, sơ cua chưa hạ, la răng rất mới quý anh chị nhé. Đây, quả lốp trên cũng như thế. Chiếc xe rất hoàn hảo quý anh chị ạ. Tiến vào bên trong là phần nội thất. Đây, quý anh chị có thể nhìn kỹ hơn về phần keo chỉ cánh cửa, táp ly rất mới nhé quý anh chị nhé. Nội thất ghế da cao cấp màu kem, thành ghế đây quý anh chị quan sát kỹ hơn này, có thể dừng lại để qua xem. Múi ghế còn căng đét quý anh chị nhé. Đường kim mũi chỉ còn rất mới. Độ hao mòn của chiếc xe này
cực kỳ ít quý anh chị nhá. Hầu như là hàng ghế thứ hai này thì rất ít người ngồi, rất ít khi ngồi đến quý anh chị ạ. Chứng tỏ là chủ xe này đi rất ít. Ô đô chỉ có vạn 2 km thôi quý anh chị ạ. Xe được trang bị bệ tì tay, cửa gió điều hòa, cổng sạc. Chủ xe lên thêm cả thảm trải sàn rất xịn sò quý anh chị nhé. Ở đây là phần nội thất bên trên của chiếc xe này. Tam ly này. Còn rất mới, rất mượt quý anh chị ạ. Keo chỉ nguyên zin từ nhà máy, không mất một phân keo chỉ. Xe trang bị ghế điện hai bên quý anh chị nhé. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển, cờ đuôi control. Đây vô lăng đây quý anh chị ơi. Vô lăng rất mới quý anh chị nhé. Không một vết xước. Màn hình cam lùi. Điều hòa hai vùng độc lập. Cần số bọc da rất mới nhé quý anh chị nhé. Phanh tay điện tử, auto hold, 3 chế độ lái và hỗ trợ đổ đèo. Và trên cái phiên bản form mới này thì còn được trang bị thêm cả sạc điện thoại không dây quý anh chị nhé. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama tạo lên một không gian rất là rộng rãi và thoáng đãng quý anh chị ạ. Xe rất mới. Đây thành ghế của ghế chính đây, ghế lái đấy ạ. Đây có múi ghế đây, còn căng nét nhá quý anh chị nhé. Chiếc xe Odo có 1.2 km thôi. Đây, Odo có 1.2 km thôi quý anh chị nhé. Chiếc xe quá mới. Và em xin giới thiệu tiếp phần khoang máy, phần động cơ. Được trang bị phần động cơ 2.0 đặc biệt quý anh chị nhé. Rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu quý anh chị ạ. Về ốc chân máy này, ốc chân máy còn nguyên dấu sơn từ nhà máy quý anh chị nhé. Rất là mới ạ. Ốc dàn cò còn nguyên zin. Quý anh chị có thể theo dõi kỹ càng hơn và có thể bấm dừng lại để xem. Keo chỉ đinh tán nguyên bản từ nhà máy quý anh chị nhé. Bên em Hà Phương thì luôn luôn cam kết đến quý khách hàng là xe không đâm va, không ngập nước, máy số zin, hộp số nguyên. Nên là quý anh chị yên tâm, anh chị nào mà có nhu cầu mua xe thì có thể qua trực tiếp địa chỉ Dương Minh Auto, 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để xem xe và chốt giá quý anh chị nhé. Quý anh chị nào mà muốn xem hình ảnh chi tiết cũng như hình ảnh video của chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với em Hà Phương qua số điện thoại em đã ghi sẵn trên màn hình và dùng luôn số điện thoại đó để em sẽ gửi full hình ảnh cũng như giải đáp những thắc mắc của quý anh chị. Và em xin tóm tắt lại chiếc xe này, Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt sản xuất năm 2021. Xe đăng ký tên tư nhân gia đình sử dụng, được Dương Minh Auto đang chào bán với mức giá là 835 triệu. Còn thương lượng khi anh chị thiện chí qua mua xe. Và em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.